Xin chào các bạn. Hôm nay mình cho các bạn xem một cây bông giấy. Xin lỗi. Hôm nay mình cho các bạn xem một cây hoa trang Mỹ. Thì các bạn sẽ xem cái hoa của nó đây. Đây là trang Mỹ đỏ. Các bạn thấy cái hoa của nó không? Rất là đẹp. Cái lá của nó đặc biệt, cái lá của nó xanh rì. Đây không phân, không thuốc gì hết nha. Mình đặc biệt là không thích chơi phân, không thích nuôi phân. Đây, cái hình vô của nó là đây. Tro trấu. Trấu một. Đây là giống trang Mỹ đỏ, nó cho hoa quanh năm. Nói cho hoa quanh năm là bạn biết như thế nào. Khi mình mua nó về nó còn nhỏ. Nhưng mà là đây này. Cái tược, những cái tược này là hồi trước mình mua về nó còn rất là non. Bây giờ nó lại đâm hoa lên này. Nó chưa nở này. Đâm hoa lên này. Và trước đó những cái tược này nó cũng vậy. Nó non phật. Nó non như những tược như thế này. Rồi cho hoa thế này. Bây giờ là hôm nay là mình không nói về những cái cách thức nhân giống bằng ghim nhánh hay là thế nào. Bây giờ các bạn, nếu mà các bạn vào nghề, các bạn nhân giống bằng ghim nhánh nó sẽ bị thua nhiều. Bởi vì các bạn phải hiểu nhân giống á, nó có rất là nhiều dạng. Một là cho nó sống trong nước, ra rễ trong nước. Hai là ghim nhánh này nó ra rễ. Ba là chiết nhánh. Hôm nay thì mình chỉ nói qua cái vấn đề về chiết nhánh thôi. Một cây như thế này, cách đây một tháng, hơn một tháng, mình mua về 150.000. Thì các bạn biết trước đó nó tầm khoảng chừng có tầm 7 nhánh. Một cây nó lên chừng 7 nhánh. Bây giờ thì mình đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nhánh. Trên 15 nhánh. Tiếp tục, bạn mà muốn nhân giống thì các bạn chiết nhánh này. Chiết nhánh thì có nhiều người sẽ không hiểu chiết nhánh như thế nào. Cái trang này á, trang Mỹ Hồng này, bạn chiết nhánh là bạn sẽ, đây là cái nhánh của nó nè. Bạn muốn chiết nhánh thì bạn sẽ khắc một cái vòng tròn ở đây, và bạn khắc ở trên này và ở dưới này tầm khoảng chừng 2 cm. Thì bạn gọc, bạn lột bỏ hẳn một cái da của nó ở đây. Bữa sau mình sẽ thực hành cho các bạn xem. Xong rồi bạn sẽ kiếm ít sơ dừa, bạn đùm vô bịch và bạn bó vô đây, bó vô cái bầu, buộc cho nó cứng lại. Gọc nhánh, gọc cái cắt cái bo nó thế này, ở trên này và ở dưới đây nhá. Một khoảng da của nó tròn, gọc trống một khoảng da của nó xong. Bạn sẽ Google, bạn sạch đi, Google sạch. Xong rồi bạn bó cái sợi dừa vào, thì trong vòng 1-2-3 tuần nó sẽ ra rễ. Khi nào bạn thấy rễ nó ra trắng rồi thì bạn sẽ cắt cái nhánh này đi, bạn đưa đi trồng thì bạn sẽ có một cây mới. Có một cây mới.
bạn có thể, nếu mà mình chơi mà mình muốn nhân giống ra để mà trồng á, quanh nhà thì bạn cũng có thể trồng. Và nếu mà bạn muốn kinh doanh á, thì bạn cũng có thể làm theo kiểu này. Nếu mà một bạn có một cây mới rồi thì bạn trồng trong vòng khoảng 2-3 tháng là nó bạn sẽ có một cái sản phẩm để mà bán. À. Rất là tiện lợi, rất là làm, rất là tốt. À, bởi vì mình mua một cái này về chơi thì mình sẽ có thể nhân giống được và mình có thể bán được. Hoa này thì nó rất là đẹp, trang Mỹ đỏ, đây là trang Mỹ đỏ nha, Mỹ hồng khác nè, rồi trang Mỹ cam nè, Mỹ vàng này. À, sắp sửa thì mình sẽ mua thêm một cái loại là trang Mỹ vàng. Trang Mỹ vàng để mình về rồi mình sẽ chiết nhánh ra. Chiết nhánh ra xong thì mình sẽ ghép trang Mỹ đỏ với trang Mỹ Mỹ cam vào một loại thì nó sẽ ra một cây là nó hai màu hoặc là ba màu tùy theo mình. Thì lúc đó thì bạn có thể cung cấp cho thị trường. À, người dân của mình thì cũng chuộng, rất là chuộng. À, bởi vì hoa trang nó là mẫu đơn. À, tên gọi của nó là mẫu đơn, rất là đẹp. Nên là hầu như tất cả các bạn nếu làm bắt đầu yêu thích cây này thì chỉ cần 1 triệu tiền vốn thì mình có thể làm vừa chơi mà có thể bán được. À, còn về giống thì nếu bạn muốn tìm hiểu và muốn mua giống ở Quảng Bình thì có thể liên hệ với mình là cái số điện thoại là 0984 745 750. Mình sẽ hướng dẫn tận tình và chỉ cho các bạn tất cả những nhu cầu, những cái mong muốn mà bạn đòi hỏi về cái cách làm cái cảnh này. À, đây các bạn thấy nó rất là đẹp, đọt của nó đây nè. Và một chút nữa, ví dụ như là khoảng nửa tháng nữa thì cái đọt này nó sẽ làm hoa, cũng như cái đọt này nó già đi thì cái đọt nó sẽ làm hoa lên. À, thì khi mà làm về cái cây cảnh này đòi hỏi là mình phải yêu nó, phải chăm sóc nó. Chăm sóc là gì? Tưới nước và bón cho nó ít lần, thế là ok nhé. Nó cũng đơn giản thôi, nó dễ chăm sóc mà. À, mình rất thích những cái con người mà cứ gọi là không có tiền. À, ít vốn mà muốn làm ăn thì làm cái này á, nó không 1 triệu á, thì nó cũng không đánh đổi gì một cái vấn đề là vốn nhiều hay vốn ít, nhưng mà nó được một cái là cái sự đam mê. Có thể các bạn vừa trồng chơi, các bạn vừa thử nhân giống nó để thử học hỏi để làm được những cái gì mà mình muốn theo cái sở thích của mình. À, tại sao họ có một cái cây như thế này họ bán? À, các bạn thấy không? Tại sao họ có một cây như thế này để họ bán cho mình mua? Thì họ cũng phải nhân giống, họ cũng phải làm. Hôm nay mình cái video sau mình sẽ quay cho các bạn biết là chiết như thế nào để cho ra rễ tốt, ra rễ đẹp. Và từ một cây này mình sẽ làm ra bao nhiêu cây cho các bạn xem nó trong vòng 6 tháng. Thì hôm nay các bạn nếu mà các bạn yêu thích kênh của mình thì các bạn bấm theo dõi và các bạn biết sẽ biết trong vòng một cái cây này trong vòng 6 tháng từ hôm nay mình quay cho đến 6 tháng sau là mình sẽ được bao nhiêu cây. Là các bạn sẽ xem đó rồi
chúng ta học hỏi, tìm hiểu để mà trao đổi kinh nghiệm để làm cho mình những cái sản phẩm đẹp. Ở đây một cây đơn giản thế này, mình không làm bonsai, nếu mình làm bonsai thì mình sẽ tạo những cái tác phẩm cho các bạn xem. Cây này làm bonsai rất là tốt, nhưng mà cây này để làm giống thì mình không thể làm bonsai. Thì các bạn thấy không? Trang lá bự, nhưng mà nếu làm bonsai nó sẽ có những cái cây, nó có những cái hình thù rất là đẹp để cho mình vừa làm vừa chơi. Các bạn cứ theo dõi kênh của mình rồi để mà xem những cái gì mình làm được. Trong bắt đầu một cái cây như thế này đây nè, một cây như thế này, trong vòng 6 tháng mình sẽ cho các bạn xem mình sẽ làm được bao nhiêu cây và làm như thế nào để được nhiều cây. Rồi, video hôm nay đến đây đã dài. Mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn.